tại anh Quang có nhà mới sau 4 lần dọn dẹp. Ở trên đó giờ mấy lần trước chúng ta đã có cái lập trình một dự án là đi qua nhà chị Trình, sao nó lại vỡ cái hầm mà do những quan ngoài bây giờ chủ quan mà định soạn sau cái cuộc vui này, chúng ta ai có điều kiện muốn sau qua đi qua nhà chị Trình. Ô vừa thằng này ai không một hai giờ chứ không phải cái sáng đâu này. Tới khuya hôm sau. Hôm nay. Ok. Ta để nhà người chịch vô. Ai muốn buồn thì vào phê. Ai muốn buồn thì vào vào buồn. Chứ giỡn. Quan đàn. Mới ăn. Chúng ta sẽ cùng khởi hành 8 giờ rưỡi ra là 7 giờ cũng được. Ai 7 giờ rưỡi đi ngủ tới. Không có đơn. Tại vì cái đường của bên đó là nó hơi xe, hơi xe nó hơi mai chủ nhật à, mai chủ nhật là xe vắng. Mai kia xe vắng 1/7 đúng không? Rồi xong xe vắng. Rồi mai xe vắng. Rồi ok. Chủ nhật xe vắng. Rồi. 6:30 đề 3 để làm chi? Chúng ta qua qua nó cho luôn. Gửi qua đây. Ok. Trời ơi, ok mà cầm cái này ai dám nói không? Bữa nay mình chơi đây là mình đi cho kia là mất cái một phần đầu của thị trường rồi. Để một tuần sau là riêng cái cuộc của Trần thôi đi. Bữa nay thiên nhãn quan đi. Ủa vậy là không có mới giờ vui như vậy là rồi biết sao? Mỗi tuần tôi được một ngày vui. Cô này chưa nói là cô này thuyết giảng rồi. Ủa sao tôi được rồi? Trời ơi, tôi được rồi. Thế Hoa cũng quyền đề nghị bài đầu tiên. Vô bụng bà rồi. Chết hiệu. Ăn lẹ đi chứ. Cụi hết rồi. Rồi trả lại tao cũng trẻ đi. Tuổi già đã qua rồi, bây giờ đổi lại.